phục cuộc chơi lớn để chinh phục thế giới. Once again, I'm very excited to welcome here to celebrate a new journey of ASUS in 2019. This weekend, big play will continue in 2019 in ASUS. ASUS lại mở ra một cái chặng đường mới. Sẽ là dòng laptop phổ thông đầu tiên được áp dụng 4 viền mỏng Nano S. Chúng tôi vẫn sẽ trang bị cảm biến vân tay một dạng trên các dòng laptop.